Chị Ni bức xúc chửi thẳng mặt mẹ con cô Sáu giữa phiên thẩm định nhà, mẹ con bà là đồ ăn cướp. Ngày mùng 5 tháng 12, đại diện tòa nhân dân quận Phú Nhuận thành phố Hồ Chí Minh cùng lực lượng chức năng tiến hành xem xét thẩm định tại chỗ lần hai theo yêu cầu phản tố của bà Võ Thị Hồng Loan, con gái cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh tại nhà số 5 đoạn thị điểm phường 1 quận Phú Nhuận. Đây là địa chỉ nhà của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh hiện do Hồng Loan đứng tên sở hữu. Cơ quan chức năng cũng đã mời cả mẹ con nghệ sĩ Hồng Nhung Hồng Phượng, em gái và cháu gái cố nghệ sĩ ưu Vũ Linh đến đối chất. Kết thúc buổi thẩm định, mẹ con nghệ sĩ Hồng Nhung và Hồng Phượng đã tiến hành rời một số đồ đạc cá nhân ra khỏi căn nhà do Hồng Loan đứng tên sở hữu. Diễn biến cuộc đối chất vô cùng căng thẳng khi cơ quan chức năng hỏi cơ sở nào mà mẹ con bà Hồng Nhung lại đòi hưởng tài sản trong khi Hồng Loan là con gái hợp pháp của cố nghệ sĩ và đã được ưu tiên thừa kế theo luật nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hồng Phượng lập tức đáp vì cậu Nam yêu thương tôi nên cậu mất hiển nhiên phải để tài sản cho tôi. Còn Loan chỉ là đứa con nuôi đầu đường xó chợ cậu nhặt về có quyền gì mà ngồi đây nói chuyện tài sản? Tôi cho nó ở trong nhà là may lắm rồi, sao nó có quyền đòi hỏi? Vừa nói đến đây Hồng Loan bật khóc, còn chị Ni lập tức lên tiếng chửi thẳng mặt Hồng Phượng và cô Sáu, cho rằng mẹ con cô Sáu là quân ăn cướp, chỉ có ăn cướp mới làm điều trắng trộn và nói những lời khó nghe như vậy. Người có đầu óc bình thường và có chút lương tâm, không ai làm điều mất đạo đức như vậy cả. Khi được cho là người ngoài không có quyền can thiệp vào gia đình Hồng Loan, chị Ni đánh thép đưa ra giấy ủy quyền, mình là người đại diện hợp pháp của Hồng Loan, đã có xác nhận của cơ quan tư pháp mọi diễn biến căng thẳng khiến lực lượng chức năng phải vào cuộc giữ trật tự để phiên làm việc tiếp tục được thuận lợi. Bên ngoài địa điểm rất đông người dân, youtuber có mặt khiến lực lượng chức năng phải ra sức đảm bảo trật tự an ninh. Theo như những đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội, nhiều người đã hô sao kê khi thấy em gái và cháu gái ông Hoàng Cải Lương xuất hiện. Cả hai sau đó cũng đã có phản ứng lạ khi giơ cao cả hai tay vẫy chào tất cả người xung quanh. Nhiều người còn hò reo hô to ăn cướp khiến nhiều người đi đường cũng cười nghiêng ngả. Tại cuộc gặp gỡ báo chí, luật sư của Hồng Loan, bà Nguyễn Tuyết Ngọc cho biết, tòa án nhân dân quận Phú nhuận, thành phố Hồ Chí Minh thụ lý vụ tranh chấp về thừa kế, giải quyết sơ thẩm theo thông báo số 440 năm 2023, ngày 5 tháng 6 năm 2023. Hiện nay vụ án vẫn đang trong thời hạn chuẩn bị xét xử, tòa án và các bên liên quan vẫn đang giải quyết các việc theo quy định pháp luật. Cũng trong buổi gặp mặt, phía luật sư của hồng loan cũng tiết lộ về diễn biến mới của vụ tranh chấp tài sản của cố nghệ sĩ vũ linh theo đó bà võ thị hồng nhung em gái cố nghệ sĩ vũ linh đã sửa đổi bổ sung yêu cầu khởi kiện Cụ thể bà Hồng Nhung rút yêu cầu hủy cập nhật phần biến động trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 8788 tại phường Linh Đông thành phố Thủ Đức theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức cấp ngày 19 tháng 12 năm 98 về nội dung đã sang tên cho bà Võ Thị Hồng Loan không rõ ngày tháng. Bà Hồng Nhung bổ sung yêu cầu khởi kiện gồm hủy nội dung cập nhật trên sổ cấp giấy khai sinh, hủy nội dung cập nhật trên sổ cấp giấy giao nhận việc nuôi con nuôi của Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận liên quan đến bà Hồng Loan, chia di sản thừa kế của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh là căn nhà số 5 Đoàn Thị Điểm, quận Phú Phú Nhuận cho bà Hồng Nhung và ông Võ Thành Nhiêu, em trai cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Hiện vụ tranh chấp tài sản thừa kế của gia đình cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh vẫn đang chuẩn bị được xét xử, tòa án và các bên liên quan đang giải quyết theo quy định của pháp luật. Theo diễn biến mới nhất, bà Võ Thị Hồng Nhung bổ sung yêu cầu khởi kiện gồm hủy nội dung cập nhật trên sổ cấp giấy khai sinh, hủy nội dung cập nhật trên sổ cấp giấy giao nhận việc nuôi con nuôi của ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận liên quan đến bà Hồng Loan. Bà đồng thời yêu cầu chia thêm di sản thừa kế của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh là căn nhà số 5 đoàn thị điểm, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh cho mình và ông Võ Thành Nhiêu, nghệ sĩ Tiểu Linh, em trai nghệ sĩ ưu Vũ Linh. Hồng Loan bị nhóm công đồ tấn công khi viếng bà Vũ Đình. Hồng Loan vừa chia sẻ hình ảnh mình bị tấn công trên đường viếng mộ ba ở Hoa Viên Bình Dương. Hồng Loan đang trong trạng thái sợ hãi, cô rất buồn, trước giờ đâu gây sự xích mích với ai. Cô cùng chồng đã trình báo công an, tại đây Hồng Loan kể chỉ xích mích với Hồng Phượng vì đang tranh chấp đất đai từ trước đến giờ, Hồng Loan không gây sự với bất kỳ ai. Trước lời khai đó, công an cho Hồng Phượng vào diện tình nghi số 1. Hồng Phượng đã nhận tin báo và sớm trình diện tại cơ quan công an làm rõ sự việc. Hồng Loan được đưa vào bệnh viện để kiểm tra sức khỏe, nhận được tin báo các anh chị nghệ sĩ có mặt tại bệnh viện hỏi hàng, chăm sóc cho Hồng Loan, ai cũng xót xa trước tình hình hiện tại của cô. Mới đây trên trang cá nhân, nghệ sĩ Kim Tiểu Long livestream bày tỏ sự bức xúc. Anh cho biết anh bị nhiều nít ảo tấn công, chửi mắng thậm tệ nguyên nhân vì anh thân thiết với con gái của nghệ sĩ tú vũ linh là hồng loan trong ngày dỗ tổ nam nghệ sĩ còn trình bày ca khúc đình đám của mình thu một người dân kim tử long phân trần cả nhà cứu tôi tôi đâu có làm gì đêm qua quậy hết mình cũng bị chửi bài thu một người dân tôi đã hát mười mấy năm nay và nổi rồi các em dễ thương từ hoa hậu phương lê hồng ni hồng loan mình đi dỗ tổ gặp bạn bè đồng nghiệp với nhau thì chụp hình thôi chẳng lẽ bây giờ tôi chụp hình cũng không cho nữa bây giờ gặp các em vui quá gặp ai tôi cũng chụp không chỉ riêng hồng loan phương lê hay hồng ni vì sao mẹ con Hồng Phượng bỏ trốn giữa chừng trong phiên thẩm định nhà? Chiều nay chị Hồng Loan gặp gỡ báo chí chia sẻ về vụ việc tranh chấp tài sản của cố nghệ sĩ Vũ Linh, buổi gặp mặt có hai luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Hồng Loan, luật sư Nguyễn Tuyết Ngọc và Nguyễn Trọng Ân. Sáng cùng ngày tòa nhân dân quận Phú Nhuận thành phố Hồ Chí Minh đến xem xét thẩm định tại chỗ lần hai với yêu cầu phản tố của Hồng Loan tại nhà số 5 Đoàn Thị Điểm. Khi quá trình làm việc đang diễn ra, lấy cớ đi vệ sinh mẹ con Hồng Phượng đã chuồn mất không rõ nguyên nhân trước khi tòa yêu cầu ký vào văn bản xác nhận giá trị tài sản lên tới 100 tỷ án phí có thể lên tới 500 triệu đồng. Nhiều người cho rằng số tiền này khiến mẹ con Hồng Phượng không ngờ tới, sợ tổn án phí nên đã bỏ của chạy lấy người. Mẹ con cô sáu cứ tưởng già rồi nên được kiện miễn phí, ai ngờ vẫn phải đóng án phí dựa theo giá trị tài sản. Kỳ này ế sâu mà đóng án phí kiểu này làm sao mẹ con cô trụ nổi? Nhiều khán giả đồng quan điểm cho hay. Hồng Lan nói suốt nhiều tháng qua chịu nhiều áp lực mệt mỏi. Các bài viết với nội dung như Hồng Lan là con nuôi Vũ Linh, bắt hiếu nói xấu cha, không chăm cha bệnh, khiến chị bị nhiều người công kích. Trong buổi gặp gỡ Hồng Lan khẳng định những thông tin này không đúng. Chị thông qua. Bà luật sư cho biết sẽ nhờ pháp luật can thiệp để bảo vệ danh dự cho bản thân. Hồng Loan cũng mong muốn được cung cấp thông tin chính thống xác thực đến các cơ quan truyền thông tránh những điều tra sai lệch. Bà Nguyễn Tuyết Ngọc, luật sư đại diện của Hồng Loan bày tỏ dư luận nên theo dõi diễn biến vụ việc, đừng làm quá vấn đề ảnh hưởng tới người trong cuộc. Tất cả thông tin diễn biến liên quan vụ án nếu cần thiết và trong phạm vi cho phép, chúng tôi sẽ chính thức thông báo đến khán giả. Chúng tôi mong mọi người theo dõi thông tin trên các báo cáo cho tới khi vụ án được giải quyết xong. Bà Ngọc nói, trước câu hỏi sau những ồn ào mối quan hệ của chị và nghệ sĩ Hồng Phượng ra sao, Hồng Loan bày tỏ buồn vì cả hai từng xem nhau như ruột thịt sống chung từ nhỏ thế nhưng mọi chuyện xảy ra trong vài tháng qua như giọt nước tràn ly khiến mối quan hệ hai phía đổ vỡ trước khi đưa nhau ra tòa tôi từng nghĩ hai chị em có thể ngồi nói chuyện với nhau về mặt tình cảm được còn bây giờ kiện tụng đã nhờ pháp luật can thiệp thì như giọt nước tràn ly tôi không còn gì để nói nữa hồng loan nói giữa ồn ào hồng loan nhận được sự ủng hộ từ các nghệ sĩ như nghệ sĩ ưu tú vũ luân bình tinh nguyên vũ con gái vũ linh cũng tập trung công việc bán hàng online tại nhà thời gian qua chị hiện cơ bản ổn định cuộc sống kinh tế để chăm sóc các con về thông tin đóng MV lấn sân sang nghệ thuật, Hồng Loan khẳng định cô không có ý định làm diễn viên. Những lần cô tham gia đóng phim đều được các nghệ sĩ ngỏ lời mời chỉ nhằm mục đích kỷ niệm. Hồng Loan hầu hết chỉ đóng phim và hát các ca khúc nổi tiếng của cha. Tôi muốn mọi chuyện được êm ấm để cha an nghỉ. Tôi buôn bán nhỏ tại nhà để lo cho gia đình, khói hương cho ông bà tổ tiên. Cũng mong mẹ con cô Sáu đừng làm phiền đến cuộc sống của tôi để tôi có thể yên tâm lo cho các con. Điều đó là cha ở dưới suối vàng được an ủi phần nào. Hồng Loan phẫn độ gọi công an tới bắt kẻ gọi hồn trên mộ Vũ Linh. Đã 8 tháng kể từ khi cố nghệ sĩ Vũ Linh qua đời, mặc kệ những chuyện sóng gió liên tục xảy ra trong gia đình và chuyện buôn bán, bận rộn. Điều Hồng Loan không thể quên đó là đến viếng mộ và quét dọn, thắp nhang cho cha vào cuối tuần. Mặc dù quãng đường từ Phú Nhuận xuống Nghĩa Trang Hoa Viên Bình Dương rất xa, nhưng Hồng Loan luôn luôn đúng hẹn để cho cha mình được ấm lòng nơi chính suối. Chiều nay, thường lệ khi Hồng Loan và anh hai Vũ Luân đi xe xuống Bình Dương để viếng mộ cha, thì phát hiện cảnh tượng động trời, chuyện một người phụ nữ tự xưng là thầy cúng đang lập đàn nghi ngút khói hương để gọi hồn của nghệ sĩ lên hỏi chuyện. Được biết, bà này được mẹ con cô Sáu thuê và lợi dụng lúc nhân viên của Nghĩa Trang đang giờ ăn cơm, đã tranh thủ bày mâm ra cúng và tiến hành gọi hồn của nghệ sĩ. Quanh khu vực mộ của nghệ sĩ, người này bày biện hoa quả và các loại bùa. Mới nhìn vào khói hương nghi ngút và bùa chú, ai cũng trợn người vì trông giống một thế lực tà ma nào đó. Một người phụ nữ khoảng 40 tuổi được cho là thầy cúng, ngồi cúng vái lia lìa và luôn miệng triệu hồi ông Võ Văn Hoàng. Xung quanh khu vực cúng bái là hàng chục đệ tử của bà này đang làm phép, dán bùa khắp nơi. Ngay khi chứng kiến cảnh tượng, anh hai Vũ Luân ngay lập tức gọi công an đến giải quyết. Người này chống đối cho rằng mình làm do mẹ con cô Sáu Hồng Phượng thuê, mình không làm bất kỳ điều gì sai có bắt thì bắt mẹ con phượng không tin cứ kêu tới hỏi sẽ rõ bước đầu người này cho biết mình được thuê gọi hồn cố nghệ sĩ để hỏi về việc hồng loan có phải con ruột hay không và hỏi sự thật về mẹ ruột hồng loan nhưng buổi lễ bắt đầu khi chưa liên hệ được với hồn cố nghệ sĩ thì đã bị phát hiện người phụ nữ này còn cho hay cách đây 7 tháng bà đã được mẹ con hồng nhung thuê lên để trấn nghiệm mộ nhưng thất bại vì mẹ con bà sáu không chịu chi tiền lớn để làm bù mạnh làm bù nhẹ nên chưa yểm được Hiện cơ quan công an tỉnh Bình Dương đang tiến hành lấy lời khai cũng như liên hệ công an quận Phú Nhuận để triệu tập mẹ con Hồng Phượng tới làm rõ mọi việc. Nếu đúng những gì bà này nói sẽ tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.